Sáng ngày 28 tháng 5, Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Giang ban hành quyết định về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026. Theo quyết định của Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Giang, có 57 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, Thượng tọa Thích Đồng Huệ là đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam đắc cử tại đơn vị bầu cử số 6 thành phố Hà Giang. Thượng tọa Thích Đồng Huệ, thế danh Nguyễn Ngọc Triệu, sinh ngày mùng 2 tháng 12 năm 1973 tại xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Hiện thượng tọa là ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban Phật giáo quốc tế, phó trưởng ban kinh tế tài chính Phật giáo Trung ương, phó trưởng ban thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang, trụ trì chùa Quan Âm, phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.